Rồi. Rồi con này tôi sẽ quan sát con này khám cái bụng của một bệnh nhân, yêu cầu của khám và xem coi thì cái bụng đau khu trú hay xem có khám được sao. Rồi khám đi. Quay xuống dưới em, tôi quay không? Họ tụ lại. Thôi, rõ ràng đây là sai, biết sai chỗ nào. Khi tôi nói là khám thì cái vùng đau, khu trú thì những dấu hiệu của viêm khúc mạc thì mấy bạn phải làm động tác khám nông. Cái ấn bụng đấy nó có hai cách ấn, một cái ấn nông và ấn sâu. Mỗi cách ấn nó có một cái mục đích khác nhau. Đúng chưa? Ấn nông là gì? Ấn nông là chúng ta tìm cái vùng đau khu trú ở thành bụng. Chúng ta tìm một trong các dấu hiệu của khúc mạc bị viêm. Đúng chưa? Ấn sâu là gì? Ấn sâu là chúng ta xem có cái tạng nào nó to hay không, có cái u nào trong bụng hay không. Như vậy mỗi cái loại ấn nông và ấn sâu đấy nó có mục đích khám khác nhau và cái kỹ thuật khám khác nhau. Nha, đối với ấn nông tìm vùng đau thì cái động tác bạn khám như thế là sai. Cái động tác bạn khám như đó là động tác ấn sâu. Ấn nông là sao? Ấn nông ta chỉ ấn sâu xuống khoảng 2-3 cm tùy thuộc vào cái độ dày thành bụng bệnh nhân. Khi bệnh nhân này thành bụng mỏng thì ấn khoảng 2 cm được rồi. Và ấn sâu là 4-5 cm. Nha. Cô này là ấn sâu. Như thế là sai. Làm cho bệnh nhân đau rất vô lý. Thứ hai nữa là khi khám thì bàn tay ta di chuyển từ chỗ không đau đến chỗ đau mà theo cái một thứ tự nhất định. Ví dụ như là theo hình xoắn ốc, từ bên đây đi vòng tới đây, hai vòng đây kết thúc ở rốn. Nghe chứ không phải là ấn đây, ấn đây, ấn đây, ấn đây, ấn đây, nghĩa là tình loạn sàn ngộ như thế. Nghe hỗn loạn như thế là sai. Nó theo một thứ tự nhất định mà thường là hình xoắn ốc. Nghe từ bên đây nó đi vòng đấy. Rồi, để ấn để khám bụng nông, tìm bụng đau, tìm các dấu hiệu của viêm khúc mạc thì chúng ta chỉ dùng một bàn tay, dùng mặt bút của các ngón tay 2-3-4-5 này chúng ta ấn nhẹ nhàng lên thành bụng, độ sâu khoảng 1-2-3 cm. Bệnh nhân này ấn 2 cm. Nha, ấn xuống như thế này và vừa ấn vừa dây tròn tròn như là chưa đây, nó có quay xuống dưới không, rồi quay lên. Trong quá trình ấn như thế đấy thì cái mắt của chúng ta là phải quan sát cái sắc diện, cái nét mặt của bệnh nhân. Mỗi khi bệnh nhân nhiều khi là ta không có la ái không có la đau, mà nhiều khi bệnh nhân nhăn mặt tái mặt đi là biết là bệnh nhân có đau trong đấy rồi. Cho nên là không bao giờ nhìn thẳng chỗ này mà ấn họ nhìn lên nét mặt bệnh nhân nha. Yeah, và đi theo thứ tự về xem tôi khám từ đầu đến cuối nha. Yeah, nhìn nét mặt bệnh nhân khám nhìn. Yeah, cái bàn tay. Nhiều khi bệnh nhân không có phản ứng, có phản ứng trên nét mặt chúng ta hỏi bệnh nhân. Yeah. Này đau, đau, đây đau, đây đau, đây có đau, đây, con này đau, chỗ này với bên đây bên nào đau nhiều hơn? Bên này đau nhiều hơn, nhiều bên đây, ta nói bên đây đau nhiều hơn thì hỏi bên đây đau mấy phần, bên đây đau mấy phần, thì bên đây đau mấy, bên đây đau mấy, đây bên. Bên đây đau nhiều hơn, đây, đó là, và khám nông là như thế, tách đen, thì đó ra.